Nào, Cà Rốt Amarin Resort 28 Tết âm lịch. Thích không con? Biển Phú Quốc. Bãi đây gọi là bãi bãi trường, bãi dài. The Long Beach. Đây, cái chiếc Amarin Resort. Con này con bơi ếch thì bố xem nào. Bơi 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 vào đây, bơi ếch nè. Đặt đấy bơi được, ở biển đấy bơi được đây, nó lặng sóng. Con bơi kính đi. Thế xong rồi bố cất máy ông vừa hai bố con ra bơi nhá. Con bơi ếch bạn xem nào. Mát nhỉ con nhỉ, con có mát không? Bố ở đây con chôn bố. Như nào? Con đào xuống xong rồi bố để cho xuống ơ cầm đấy. Quên mất rồi, không mang bánh ở đây cho con ăn rồi, con thì đói bụng không? Không đói bụng gì. Ở trong về tối đi ăn cho ngon nhá. Ok.